Xin chào mọi người, hiện tại thì gió biển đang có mặt tại xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy của tỉnh Nam Định và ở khu vực gần chân cầu vượt sông Hồng. Thì người ta đang làm một cái công trình gì rất là lớn. Đó, máy xúc và các thứ ở đây rất là lớn. Bây giờ gió biển sẽ lên khu vực D để chia sẻ đến mọi người tới cây cầu vượt sông Hồng. Gần tới rồi mọi người ạ. Những con đường bê tông rất nhỏ như thế này và những ai đi quen rồi thì việc tránh người ở những cái khúc hẹp như vừa xong thì cũng không phải là khó. Và bây giờ thì gió biển đang chuẩn bị lên đê, con đường đê khá là cao mọi người, gió biển về số 1 để lên. Ok mọi người, đã lên được rồi. Đường đê khá là cao. Ở đây không biết là người ta nuôi trồng cái gì nhưng mà người ta sẽ có một cái bạt phủ kín nha mọi người. Đó, rất là rộng lớn luôn. Có thể là ươm nuôi trồng tôm giống hoặc là cái gì đó. Chỉ người dân ven biển mới có thể biết được thôi mọi người. Bây giờ thì gió biển đã nhìn thấp thoáng cây cầu vượt sông Hồng với một cái tiến độ cũng khá là nhanh nha mọi người. Gió biển sẽ cập nhật thường xuyên về cây cầu này để chia sẻ đến mọi người. Wow. Máy xúc đang leo dốc mọi người. Một cây cầu đang dần hoàn thiện. Nhìn có vẻ như kiểu sắp hợp long rồi mọi người. Thời gian gần đây thì cây cầu này với cái tiến độ khá là nhanh. Đó. Và bây giờ thì gió biển đã tới hẳn chỗ khu vực này rồi. Và video clip này thì gió biển xin dừng tại đây. Xin chào mọi người nhé.